Cảm ơn toàn thể quý vị đến với chương trình Hidden Singer ca sĩ Gió Mạnh. Và ngày hôm nay, ca sĩ khách mời sẽ là ai? Trước tiên, chúng ta hãy cùng gặp gỡ những giám khảo khách mời ngày hôm nay. Và không thể nào không nhắc đến hai giám khảo chính, đó chính là nghệ sĩ Chí Tài. Và giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Và sáu vị khách mời còn lại lần lượt sau đây xin giới thiệu. Và sau đây là sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường. Là hiện tượng âm nhạc của Việt Nam những năm 2000, với khả năng hát đa dạng các dòng nhạc cùng với ngoại hình điển trai, Đan Trường trở thành một thương hiệu âm nhạc vững chắc trong lòng khán giả Việt Nam. Với hơn 25 năm hoạt động ca hát, Đan Trường sở hữu khoảng 40 album ca nhạc, hơn 10 live show, có trong tay 6 giải Mai Vàng và các giải thưởng uy tín khác như Làn Sóng Xanh, Ngôi Sao Bạch Kim, ca sĩ được yêu thích nhất. Và ngày hôm nay, Đan Trường có mặt tại ca sĩ Giống Mặt. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên quy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con, tạc vào xứ sai hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy qua. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng tự hào hai tiếng Việt Nam. Trần lê từ bà Trưng bà Chiêu, sông Bạch Đằng âm vang trong gió, sóng rạch gầm
chôn xác quân ngoại xâm. Tiếng vó ngựa rền vang bờ cõi, những người con đất Việt oai hùng. Năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiêng sông núi, tiếng trong đồng âm vang rừng núi, thấm máu đào trên đất mẹ yêu thương. Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi, đất Việt ơi muôn thuở bên bao tiếng ru giữa trưa hè, còn muôn hồn ngàn lần lên đất đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng. Chiều trái tim con người Việt Nam, chiều cánh tay xây đắp nước non này, nắm chặt tay giữ yên bờ cõi, tiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu dài. Dân Việt Nam đất nước Việt Nam, người Việt Nam dân Việt Nam đất nước Việt Nam. Cùng dành một tràng pháo tay nữa cho Đan Trường và vũ đoàn Lido. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Trường Giang đây là ca sĩ Đan Trường, người được mệnh danh là ca sĩ không có tuổi. Thế là bây giờ mọi người vẫn nói là sau bao nhiêu năm ca hát thì Đan Trường càng ngày đẹp hơn thôi. Đó là lý do tại sao là người ta gọi là ca sĩ không có tuổi. Trước tiên thì Đan Trường cũng xin phép được gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn trẻ đang xem chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Xin phép được cho Đan Trường được gửi lời chào trân trọng nhất. Đan Trường xin cảm ơn Trường Giang đã đặt cho Đan Trường cái tên ca sĩ. Cái tên đó là anh Bầu Hoàng Tuấn anh đặt đó. Có không? Mình làm việc với nhau gần 20 năm rồi, làm sao mình nhìn được cái người đó là còn trẻ hay không anh? Không, không, mà nói thật lòng là Đan Trường quá đẹp trai và không hề già đi một chút nào. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn anh. Thiệt, thật lòng vậy chứ anh thấy chí tài không? Càng ngày càng già đi. Và chúng ta cũng xin gặp gỡ anh Lê Quang, là người đã tạo ra những bài hit cho Đan Trường. Anh hãy chia sẻ một vài điều về cái giọng hát của anh Đan Trường được không ạ? Lê Quang biết Đan Trường là lúc Đan Trường lúc đi thu cho anh Hoàng Tuấn thì là Đan Trường lúc đó chưa được hát. Dạ. Chỉ ngồi ngoài nghe thôi. Thì cái điều đó khi mà nghe những người ca sĩ hát thì Trường cũng sẽ học hỏi được cái kinh nghiệm của các ca sĩ trong khi hát ở phòng thu. Trường bắt đầu đi hát, bắt đầu hát những nhạc hoa lời Việt thì Lê Quang là một trong những cái người mà đã viết lời Việt cho Đan Trường trong thời điểm đó rất là nhiều. Dạ. Và Lê Quang thấy rằng là Đan Trường tiến bộ rất nhanh. Dạ. Và điều đó là cái điều mà đến giờ này thì Đan Trường vẫn là một ca sĩ vừa không tuổi mà vừa hát hay. Dạ, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, có một điều mà có thể sau khi Trường Giang nói ra thì quý vị mới biết. Ở anh Hoài Linh và anh Đan Trường có một điều giống nhau là chỉ biết đi làm sau đó về nhà, đúng không Đan Trường? Đúng anh Linh, em nói đúng không? Thật sự ra thì đối với Linh thì để tìm một người ca sĩ mà có tiếng nhưng mà sống nó có cái sự giản dị, có sự hòa đồng như vậy thì nó rất là khó. Thành thử ra là thiệt tình ra cái trong cái giới showbiz của mình là rất là nhiều ca sĩ, nhưng mà Linh để nói về cái độ thân á thì chỉ có vài người thôi.
và trong đó là có Đăng Trường. Và trái ngược hoàn toàn với tính cách của Đăng Trường. Đăng Trường rất là hiền lành, rất là gọi là điềm đạm, rất là cái gì cũng nhỏ nhẹ, cái gì cũng từ tốn. Thì ngược lại với Đăng Trường là một người bạn của Đăng Trường, khác biệt hoàn toàn, đó là ca sĩ Phương Thanh. Dạ. Đúng không? Bây giờ đừng hỏi ai hết, hỏi anh Đăng Trường đúng hay không thôi. Chị Chanh hả? Nói làm sao ta? Chị thì đôi lúc nhìn chị rất là nữ tính, nhưng mà đôi lúc nó hoang dã lắm. Nào, đôi lúc nhìn rất là đàn ông. Nên là tùy theo là cái thời tiết hả? Tâm trạng của chị, hoặc là đừng ai chọc giận chị được rồi. Chúng thôi, chị rất là hiền và dễ thương. Có hiền rồi. Anh Quang, Quang làm chứng em hiền Quang. Em Phương Thanh hiền mà, người ta gọi là ông nữ. Và bây giờ chúng tôi xin nói về thể lệ ở vòng thi đấu đầu tiên. Ở vòng thi đấu đầu tiên sẽ có 6 ô cửa dành cho 5 thí sinh và Đăng Trường. Mọi người sẽ bước vào trong ô cửa, dĩ nhiên không biết ai đứng ở vị trí nào. Khi âm nhạc cất lên, đồng nghĩa với việc đèn ở ô cửa đó sẽ bật sáng. Và người đứng trong ô cửa sẽ hát. Nhiệm vụ của 100 vị giám khảo ở đây là lắng nghe, ghi nhớ ô cửa và bầu chọn cho người hát không giống Đăng Trường nhiều nhất. Và dĩ nhiên, nếu Đăng Trường hát không giống chính mình, Đăng Trường sẽ là người dừng cuộc chơi. Và bài hát được chọn thi vòng thi đấu đầu tiên là bài hát được mang tên. Chúng ta vừa cùng nhìn lại video clip về bài hát Kiếp Ve Sầu cách đây bao nhiêu năm anh nhỉ? 20 năm. Cái thời đó em nhớ là khi em nghe cái bài này là bước vô trường một cái một thôi là bàn. Nghe bài đó chưa? Là gì Kiếp Ve Sầu mà ở dưới quê đâu phải ai cũng có máy đĩa, máy cassette để nghe đâu. Đúng rồi. Hiếm lắm. Hiếm. Rồi sau rồi có mấy người bán đồ phía trước thì có cái xe đó mới nghe được, nghe ké. Và không chỉ là bài hát đó hit mà còn tạo nên một trào lưu là cái tóc hai má với mình Đăng Trường. Tabu á, dạ gọi là tabu á. Hồi đó là là từ đâu mà anh có được cái kiểu tóc đó? Anh tự sáng tạo hay là anh Hoàng Tuấn anh bắt để tóc vậy? Thật sự ra thì ngày xưa thì khi mà chưa làm ca sĩ thì Đăng Trường đã tóc đã như vậy sẵn rồi. Tóc đã để, Đăng Trường đã thích cái kiểu đó rồi. Nên là Đăng Trường để thấy hai mái nó hợp với khuôn mặt của mình. Và chưa làm ca sĩ, ngay cả đi học nghề một công việc gì đó, Đăng Trường cũng đã để hai mái rồi. Và cái tóc của mình nó dày và nó bồng thì để rất là đẹp. Mọi người ai cũng thích kiểu đó hết. Nên khi mà trở thành ca sĩ thì Đăng Trường để luôn cái tóc đó. Cái thời mà anh Đăng Trường nổi tiếng bài đó là nhớ là vô trường là mấy đứa con trai là cái đụng trẻ ra giữa không? Mà anh là anh nhờ hai độ bồng hai bên. Còn dưới quê em nó trẻ là giữa trong cái bệt xuống nhau. Nó không có đẹp. Dạ. Lâu rồi anh có hát lại bài đó chưa? Rất là thường xuyên. Cho tới tận bây giờ Đăng Trường cứ nghĩ rằng là ca khúc đó đã cũ lắm rồi và lâu lắm rồi, có thể là nó không còn hợp với thời thượng hiện nay nữa. Nhưng mà mỗi lần đi diễn ở đâu, bất kể các tụ điểm hoặc ngay cả quán bar vũ trường, họ cũng yêu cầu mình hát lại bài đó. Và bài đầu tiên đó là bài Kiếp Ve Sầu. Chúng ta cùng nhau đến với vòng thi đấu đầu tiên. Bầu chọn dành cho các vị giám khảo của chúng ta bắt đầu. Như vậy là thời gian bầu chọn dành cho các vị giám khảo đã kết thúc. Có vẻ như rất nhiều ý kiến khác nhau. Anh Lê Quang, anh chọn ô cửa nào hát không giống Đăng Trường? Trong tiết mục này không giống nhất là ô số 1. Từ khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tan biến nơi nào. Anh Hoài Linh, tôi cũng chọn số 1. Dạ. Rất nhiều người chọn số 1 là hát không giống Đăng Trường nhất. Vậy bây giờ xin hỏi anh Hoàng Tuấn, Đăng Trường ở ô số mấy? Căng lắm rồi Tuấn ơi. Hiện nay có 3 ô giống Đăng Trường, nhưng mà anh chọn Đăng Trường đang đứng ô số 3. Ngày chia tay anh một đời gieo con, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người.
cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau anh sống vô chừng. Chị Phương Thanh, bây giờ chị nghĩ anh Đan Trường ở ô số mấy? Trường ơi, em đoán đúng chị ơi. Trường ơi, Trường ô số mấy ạ? Phải chi mà Trường biết, Trường đã ô số mấy Trường cũng chỉ cho tranh luôn rồi, chúng ta quê thấy mồ. Trời ơi. Trường tranh có cái tính lạ lắm mọi người, lựa số 2 tranh lựa số 5. À, Đan Trường, anh đang ở ô số mấy vậy? Ở trong đây tới thui à, biết được ô số mấy chết liền. À, và bây giờ chúng ta sẽ xem bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Và chúng ta sẽ bắt đầu với ô cửa số 1, nơi mà nhiều người nhận định rằng là hát không giống Đan Trường nhất. Xin mời. Tất cả là 66 lượt bình chọn cao nhất dành cho ô cửa số 1. Và chắc chắn người đứng trong ô cửa này sẽ phải dừng cuộc chơi. Có thể sẽ là Đan Trường. À, anh Tuấn không hài lòng. Anh nghĩ là không phải Đan Trường à? Có thể đó. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ô cửa số 1. Xin mời Đan Trường, hãy bước ra đây cho mát, ở trong đó nóng lắm. Đan Trường, anh hãy bước ra đây, ở ngoài đây mát hơn. Xin mời, ra rồi về luôn anh ơi. Vâng, xin mời bạn. À, xin mời bạn đến đây. Vâng, cảm ơn bạn. Không phải Đan Trường, Đan Trường vẫn còn ở lại với chúng ta. Alo, ô số 5 hả? Rồi, biết rồi. Chị Phương Thanh có thể đúng trong trường hợp này. Xin mời ô cửa số 5. Xin mời ô cửa số 5.
Và bây giờ mời bạn, bạn hãy giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Em là Lương Quang Đạt, em đến từ Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại em đang làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh được 4 năm rồi. 4 năm rồi hả? Và công việc hiện tại của bạn là gì? Em làm nhạc công. Hả? Nhạc công hả? Dạ. Bạn chơi nhạc công hôm nay em bạn chơi đâu? Nhạc cụ gì? Dạ em đàn ọt. Đàn ọt? Keyboard. Em đàn được bao nhiêu năm rồi? Em đàn được 3 năm. 3 năm? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 26 tuổi. 26? Quá trẻ. Nhưng mà bạn học đàn hơi trễ. 3 năm hả? Vậy là em 23 tuổi mới học đàn? Em không có học. Tự em biết đàn? Dạ, chỉ mày mò mày biết đàn? Dạ đúng rồi. Dạ, năng khiếu bẩm sinh. Năng khiếu bẩm sinh. Bạn giống anh Chí Tài ở khoảng tự học, tự mày mò. Anh Tài mò giỏi lắm. Thật ra thì là bạn Đạt hát cũng giống Đăng Trường. Nhưng có điều là bạn chưa có bình tĩnh lắm. Và bạn hát hơi bị chật nhịp. Nên là nếu mà em tự tin chút xíu và thoải mái chút xíu thì em sẽ hát hay hơn. Dạ. Tức là em là cái nghề chính là đánh keyboard. Dạ. Và đã từng đi hát bao giờ chưa? Dạ chưa. Rồi. Nhưng mà em rất là thích hát. Vâng, và ngày hôm nay bạn sẽ được đứng trên đây. Bạn sẽ hát một ca khúc. Dạ, em cũng hát một bài đúng tâm trạng. Bài hát được mang tên Người Hay Quê. Người Hay Quê. Dạ. Bài này em muốn song ca với anh. Bài này bạn muốn hát song ca với anh Bo. Trước khi hát thì Đăng Trường cũng xin nói thêm, đây là một ca khúc là một câu chuyện có thật của nhạc sĩ Sơn Hạ đã gửi tới bài hát này. Một ca khúc nói về một người ở miền Bắc và miền Nam lập nghiệp. Chỉ là cách Nam Bắc thôi mà cảm thấy rất là xa. Một ca khúc rất có ý nghĩa. Bài hát mang tên là Người Hai Quê. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng ta vừa nhìn lại những hình ảnh của nam ca sĩ Đăng Trường cách đây bao nhiêu năm nhỉ? Mấy bài này toàn là 20 năm không à? Phải được mấy tháng nữa là 20 năm rồi đó. Mấy tháng nữa là 20 năm mà sao cái khuôn mặt ở ngoài đời với trên video clip không có chút gì gọi là khác nhau. Chỉ có khác nhau ở mái tóc thôi. Mà phải nói rằng là tới ngày hôm nay có lẽ là Đăng Trường vẫn còn được khán giả yêu mến quá nhiều. Nên Đăng Trường không có thấy thời gian chậm lại. Dạ. Mà phải nói là Đăng Trường lúc nào cũng bận rộn với công việc, lúc nào cũng đi hát, rồi lúc nào cũng giữ cái tình cảm của khán giả cho tới ngày hôm nay. Phải nói là Đăng Trường rất là hạnh phúc. Và thưa quý vị, ca sĩ hạnh phúc nhất là có khán giả yêu mến mình. Và hạnh phúc hơn nữa là có một bài hát mà tạo nên tên tuổi. Về vấn đề này chúng ta sẽ hỏi nhạc sĩ sáng tác bài đó, chính là nhạc sĩ Lê Quang. Lê Quang nghĩ rằng trong cuộc đời thì nó có cái duyên thôi. Có cái kỷ niệm rất là vui là lúc khi mà Đăng Trường hát cái bài này xong rồi á, thì là nó có một cái hiện tượng mà hồi xưa, có nghĩa là lần đầu tiên mà viết nhạc thì lâu rồi, nhưng mà để viết cho công kiểu mà popular công chúng nghe thì là bài này là đầu tiên. Thì là sáng đó Lê Quang xách xe từ chạy từ trung tâm thành phố quận 8, mà hễ nghe quán cà phê nào mở và đi về nơi xa là dừng lại nghe. Mà hầu như là lúc đó Lê Quang quán nào cũng mở bài này. Đó là cái niềm hạnh phúc mà hôm nay là Lê Quang cũng chia sẻ ở Đăng Trường. Một cái hạnh phúc của một người nhạc sĩ mà được bài hát của mình được quần chúng đông đảo vang lên để mà mọi người nghe. Và lúc đó Lê Quang nghĩ Đăng Trường là có một cái duyên may, và Lê Quang nghĩ rằng Đăng Trường sẽ là một ca sĩ sẽ nổi tiếng và sẽ nổi tiếng rất lâu. Mà không ngờ nó lâu đến vậy, 20 năm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc Đi Về Nơi Xa. Giờ là thời gian để ban giám khảo chúng ta bầu chọn ra người hát không giống Đăng Trường nhất. Xin mời. Thời gian bầu chọn kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi nữ ca sĩ Phương Thanh. Miết luôn. Chị đã bình chọn
cho thí sinh trong ô cửa nào hát không giống Đan Trường nhất? Ôi khỏe quá cô ơi, khỏe rồi. À, cái này thì nó dễ, nhưng mà cũng sợ là Đan Trường chơi ém giọng lại, hát nhỏ xíu để đánh lừa sao ta? Sao biết được? Nguy lắm, đau lòng lắm, là phải bình chọn ô số 3. Anh Chí Tài. Anh thì cũng giống như Phương Thanh vậy đó, nghe hết 5 người thì thấy cái ô cửa số 3 là không giống nhất. Ôm giá băng muôn trùng, đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đâu sầu sầu, ngỡ em về đây mùa đông. Anh Tuấn, anh nghĩ Đan Trường đang đứng ở ô số mấy? Thôi thế nào anh? À, hiện giờ có hai ô cửa giống nhất là số 2 và số 5. Nhưng mà cái số 2, cái ngọt đó, cái nó cố gắng quá. À, thì tôi chọn ô số 5 là Đan Trường. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Chúng ta tiếp tục nghe phần còn lại. Vậy là họ hát rất giống anh Đan Trường. Bây giờ chúng ta hỏi chị Phương Thanh thật lòng mà trả lời em nhé. Vì bây giờ anh Đan Trường anh bước ra từ ô cửa số 5 rồi. Nãy chị đoán là anh ô cửa số mấy trong thâm tâm chị? Thiệt sự là hồi nãy may Trường Giang không có gọi Phương Thanh nói, chứ không là sai thêm lần nữa. Mém xíu là ở ô số 1 và ô số 2. Xém xíu nữa mà có hai người nó chết chung là Lê Quang với lại cả nhạc sĩ Sơn Hạ nữa nè. Ba người. Ba người. Không, phải nói quá dễ sợ. Quá dễ sợ, hát giống quá. Cố tình nghe nhưng mà cũng không thể nào nhận ra được. Quá giống. Trường ơi, một lần nữa xin lỗi. Chịu không nổi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả để xem 100 vị giám khảo đã bầu chọn cho ô nào. Và như vậy là có một người bầu chọn cho một ô hát không giống Đan Trường, đó là ô số 1. Chín người đã bầu chọn cho ô cửa hát không giống Đan Trường, đó là ô cửa số 3. Hai ô cửa có 3 người bầu chọn hát không giống Đan Trường, đó là ô cửa số 2 và ô cửa của Đan Trường số 5. Và như vậy chúng ta rất tiếc 54 người bình chọn cho ô cửa số 4 hát không giống Đan Trường. Và như vậy chúng ta rất tiếc là phải nói lời chia tay với bạn ở vòng thi đấu thứ hai. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, chào các cô chú các anh chị ở đây, chào anh Đan Trường. Chào em. Dạ, em tên là Mai Đức Trung, hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Em là fan của anh Đan Trường đã được khoảng 15 năm rồi. Và hôm nay em rất là vui và vinh dự khi được đứng chung sân khấu với anh và hát những cái bài hát của mình yêu thích. Và đó là quá đủ với em rồi. Không giải thưởng thực ra tham gia chương trình này cũng không quan trọng đối với em lắm. Phải nói rằng anh Trường rất là hãnh diện về em và cũng như là ba bạn có mặt trong ngày hôm nay. Quyết định là sau cái chương trình này anh sẽ gặp riêng từng các bạn. Dạ.
À. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một bài hát mà... Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi đấu thứ ba. Mời các bạn vào bên trong chuẩn bị. Ở vòng thi đấu thứ ba này sẽ có một bài hát được chọn. Và bài hát này theo những người bạn của Trường Giang cái thời mình còn đi học là nhận định là rất ngọt qua cái giọng hát của ca sĩ Đan Trường. Đó là bài hát Tình Khúc Vàng. Đây là một điều bất ngờ thứ hai đối với Đan Trường sau ca khúc Đi Về Nơi Xa. Ca khúc này Đan Trường còn nhớ như in là Đan Trường chưa có ra CD, chưa có phát hành và chưa ai biết tới bài hát này cả. Và lần đầu tiên Đan Trường đã chọn để mà hát tại sân vận động Mỹ Đình, một chương trình rất là lớn. Và Đan Trường nhớ là Đan Trường chỉ cất câu hát đầu tiên lên thôi thì cả sân vận động đều vỗ tay. Và Đan Trường lại một lần nữa chắc chắn ca khúc này sẽ được khán giả yêu mến. Và không ngờ là cho tới ngày hôm nay, bài hát này chỉ đứng sau ca khúc Đi Về Nơi Xa và được đông đảo khán giả ủng hộ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, là ở một nam ca sĩ mà vừa đẹp trai, vừa hát hay, ngọt ngào mà tính tình hiền lành, dễ thương như vậy thì cái thời điểm đó chắc fan nữ mà để mà gọi mà phải quấy rầy anh chắc không đếm xuể nha. Kính thưa quý vị, ở vòng thi đấu thứ ba cũng giống như vòng thi đấu thứ hai, sẽ lắng nghe nửa bài đầu, sau đó bình chọn cho người hát không giống Đan Trường và họ sẽ xuất hiện ở phần còn lại. Đang để cho 100 vị giám khảo bình chọn cho ô cửa có thí sinh hát không giống Đan Trường. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Anh Hoài Linh, anh đã bình chọn cho ô cửa nào hát không giống Đan Trường? Không giống Đan Trường nằm ở ô số 1 theo Linh chọn. Anh Lê Quang, lên cao thì các bạn ngân giống Đan Trường, nhưng mà những cái hát bình thường á để giống Đan Trường mới khó, còn những cái đoạn đặc trưng thì mình không nói rồi. Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa tràn. Hương Tràm, không giống, em nghĩ là số 3. Xin mời anh Trân Hạ. Hà nghĩ là ô số 3. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vàng. Chị Phương Thanh, theo chị Đan Trường ở ô số mấy? Ba ô không giống Đan Trường là 1, 2, 3. Đương nhiên là Đan Trường là ở ô số 4. À, theo Phương Thanh, nam ca sĩ Đan Trường đang ở ô số 4. Chứ đi hát chung với nhau nói thân mà đoán không trúng, không có thể nào nhục ba lần như vậy được. Có rồi, cái chương trình của em có rồi. Có. Minh Thuận nó quất 3 lần. Vậy em phải khác Minh Thuận, em 2 thôi anh Tám. Em 2 thôi, nhất quyết 2. Giám khảo khách mời đã có sự cãi vã. À vậy hả? Sao vậy? Em số 4, em đã hại chúng chị. Chết một cách rất là ngoạn mục. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ chương trình. Có 2 lượt bình chọn dành cho ô cửa không phải của Đan Trường. Ô cửa số 4. Và có 8 lượt bình chọn dành cho ô cửa không phải Đan Trường. Mình chọn dành cho ô cửa số 3. Kính thưa quý vị, có thể Đan Trường sẽ ra về ngay bây giờ. Và anh Hoàng Tuấn không thích điều này. Nhưng cuộc chơi của chúng tôi là ca sĩ giấu mặt, không biết ai là Đan Trường. Ô cửa số 1 là Đan Trường và ô cửa thứ hai là thí sinh còn lại. Một trong hai ô này sẽ có một cặp đôi nữa.
cửa của Đan Trường nhận được 34 người bầu chọn. Người bạn phải ra về ở vị trí số 2. Chút xíu rồi ra về rồi anh Trường à. Thí sinh đứng ở trong ô cửa số 2, xin mời bạn. Dạ. Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị khán giả truyền hình đang xem chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt ạ. Dạ. Con chào chú Chí Tài, em chào anh Hoài Linh cùng, cùng các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đức Thuận. Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi mà rời khỏi sân khấu á, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới các vị ban giám khảo. Và kính thưa quý vị, sau đây là ca khúc Lời Ru Tình, lần này bản phối mới do chính tay bạn Đức Thuận làm. Xin mời. Về đâu chiều nay chờ em, thành phố vắng mình tôi ngồi đây, vắng em cơn gió nào buồn, nhớ em nhìn mây ngừng trôi, ngồi đây dòng sông cũ lắng nghe tình trôi. Ơi, về đâu đó có thương tình tôi, biết chăng năm tháng mỏi mòn, lắng nghe con sóng dần hờn. Lời ru tình yêu chờ nhau nhé, biết đâu ngày sau ngàn năm dù qua hình bóng mãi cứ theo thời gian, tình trôi mình tôi. Xin cho sông ngừng trôi, xin cho sông ngừng trôi. Xin em quay về đây, xin em quay về đây. Dù yêu thương ngàn sao, dù yêu thương ngàn sao. Xin yêu em muôn màn, nghe phôi phai thời gian. Xin em quay về đây. Đây, dù trên môi tình thơm, xin yêu em muôn mà. Phải nói là bạn Đức Thuận cũng rất là có tài khi mà đã tự hòa phối khí một ca khúc của anh, mà phải nói rằng là anh rất là cảm ơn em và cũng như nhạc sĩ Lê Quang, bài hát này đã làm ca khúc mới hơn và hay hơn. Vâng, và như vậy dù không muốn nhưng chúng ta phải nói lời chia tay với bạn. Hẹn gặp bạn ở cuối chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai thí sinh còn lại. Xin mời bạn ở ô cửa số 5, xin mời. Vâng, em tên là Hoàng Thịnh ạ. Đúng rồi, hay quá Thịnh ơi. Dạ, em đến từ Bình Thuận. Hôm nay được lọt vào top 5 có mặt trong chương trình ngày hôm nay, đó là đối với em đó là một niềm vui sướng và hạnh phúc. Ở nhà có luyện không mà sao hát giống Đan Trường dữ vậy? Em nghe nhạc của Đan Trường năm em học lớp 4 tới giờ. Bây giờ bạn sẽ trình diễn bài hát nào trên sân khấu Ca Sĩ Giấu Mặt? Vâng, em xin được phép hát bài Con Sóng Yêu Thương ạ. Vậy là chúng ta vừa nghe cái giọng ca vừa rồi, nó giống như một bản sao hoàn hảo của anh Đan Trường, y chang không khác chút nào. Chỉ cần để tóc giống anh Đan Trường đó là không khác chút nào. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ người còn lại, xin mời bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Duy.
Em sinh ra và lớn lên là một người con của đất cảng Hải Phòng, nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Công việc của em thì sau gần 5 năm công tác tại ngân hàng thì hiện tại em cũng đã dừng chân và chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh mới. Và hiện tại bây giờ em đang làm phó giám đốc tại một công ty chuyên về du lịch và vận tải hành khách. Trong một cái hôm mà em ngồi tại văn phòng và có xem ở trên báo mạng thì được xem thấy cái buổi ra mắt của anh Hoài Linh Chí Tài, anh Trường Giang cùng với chương trình, thì em cũng có tìm hiểu và liên hệ với trên Facebook để đăng ký. Thật sự ra thì Đan Trường cũng xin nói thêm là bạn Duy là fan hâm mộ của Đan Trường, mà Đan Trường đã có dịp gặp mặt cách đây hình như khoảng 10 năm trước rồi. Đan Trường cũng rất là bất ngờ khi bạn tham gia. Trường kể câu chuyện rất là vui, thì các bạn FC đã chuẩn bị tập vợt và mở cái nhạc của Đan Trường lên tập vợt. Thì Đan Trường vào, Đan Trường còn la là tại sao Đan Trường chưa hát mà mở nhạc như vậy. Thì ngó lên thì thấy bạn này đang hát. Bạn hát giống mà Đan Trường không nhận ra là mình. Nhưng mà phải nói rằng là 10 năm sau trở lại thì bạn hát bớt giống rồi. Nếu mà như mà cách đây trước 10 năm thì chắc có thể là bạn không ai sánh bằng bạn này. Vậy là do giọng anh khác đi đó. Có thể là vậy. Dạ. Hoặc là có thể theo thời gian con người thay đổi và cổ họng mình cũng thay đổi. Mình phải lớn theo từng thời gian nên là giọng hát nó khác đi. Một cái khó của em nữa là tại vì em là người Bắc. Những cái câu hát của anh Trường thì ngoài việc nó rất là hay thì nó cũng rất đặc trưng là nó có một cái độ luyến láy của cái người miền Nam. Thế đâm ra là em cũng cảm thấy rất là áp lực. Và bây giờ bạn sẽ thể hiện tài năng của bạn. Bạn sẽ trình diễn ca khúc nào? Đến với chương trình ngày hôm nay thì Khánh Duy xin gửi đến tất cả mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn và sẽ xin hát cùng với anh Đan Trường một ca khúc được mang tên Cắn Môi Tình Còn Đau. Xin mời tất cả hãy cùng lắng nghe. Ta sẽ mời hai bạn vào bên trong để chuẩn bị tiếp vòng thi đấu thứ tư. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây là phần song ca vô cùng ăn ý với người không tìm ra được Đan Trường mấy vòng vừa rồi. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Mà đành gian dối, em không hề kết tội anh đâu. Duyên tình không chọn xa nhau là hơn. Anh cũng như em sướng vui được gì? Chẳng thà đường tình đôi nơi, em về chọn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé vàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay vì thời gian xóa mờ, bận lòng chỉ mối duyên hờ. Duyên tình không chọn xa nhau là gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Không, đừng lụy vương mà nắm tay ta hoài, không chịu buông ra kỳ dễ buông, sợ. Nắm trời tay ơi, lần cuối. Thôi buông ra cho tôi đi lấy chồng đi, trời đất ơi, đừng nắm tay tôi nữa. Trời. Ủa không phải. Ủa sao không thả ra? À quên, tôi nắm qua, xin lỗi tôi đi. Thôi, có những cái đừng có ép. Hãy nhìn đi. Một trời đây một vực.
và một trời đây một vực. Tưởng thua được tôi dễ sao? Dù mặc dù là tôi bị đan trường bỏ đó, nhưng mà anh chúng tôi đề nghị cũng... ban tổ chức lấy lại micro của Phương Thanh đi. Sao anh Giang? Rồi chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh về lại vị trí giám khảo của mình. À, xin cảm ơn rất nhiều. Yeah. Và như vậy là ba vòng thi đấu đã trôi qua và có nhiều điều bất ngờ từ sự lựa chọn của các vị giám khảo chúng ta. Và ngay sau đây là vòng thi đấu cuối cùng, vòng thi đấu thứ tư. Và bài hát được chọn cho vòng thi đấu này là ca khúc Nội Tôi. Ca khúc này Đan Trường hát vào năm mấy? À, chắc cũng được 10 năm rồi. Trời ơi, bài nào cũng lâu mà khán giả vẫn còn yêu thích đó. Đó là một may mắn mà không phải ca sĩ nào cũng có được. À, cái đó phải nói rằng là một cái động lực rất là lớn đối với Đan Trường. Khi mà Đan Trường làm album đầu tay, album Thương Thầm, phải nói là Đan Trường rất là đắn đo. Tại vì sao? Tại vì là một ca sĩ hát nhạc trẻ mà chuyển sang hát nhạc dân ca rất là khó. Khó kinh khủng luôn. Đan Trường phải học những cái nghệ sĩ cải lương nè, rồi học các thầy cô chú dân tộc nè. Rồi Đan Trường phải cả một năm trời đó Đan Trường phải hát. Hát đi đâu hát. Mặc dầu có bị chê Đan Trường cũng hát. Đan Trường không có bỏ, Đan Trường quyết tâm. Phải nói rằng là nếu mà không có thành công được ca khúc Nội Tôi thì có lẽ Đan Trường không thể nào hát được nhạc dân ca nữa. Và khi mà Đan Trường hát nhạc dân ca thì mọi người cứ nghĩ Đan Trường là người miền Tây. Tại vì sao? Tại vì khi mà hát nhạc dân ca thì Đan Trường phải nói giọng miền Tây luôn. Đan Trường không có nói đi về nữa mà đi về. Rồi nói những cái từ giống như là tưởng là người miền Tây. Nhưng mà thật ra Đan Trường sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Riêng về cái dòng nhạc này thì anh Sơn Hà đã từng viết rất nhiều bài dành cho Đan Trường. Và anh cảm nhận về cái giọng hát của Đan Trường khi hát vào những cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca như thế nào ạ? Giọng hát Đan Trường có một cái chất riêng, bắt của dân ca rất là ngọt. Không phải mà Hà là có duyên để viết nhạc cho Đan Trường, nhưng mà Hà cũng là một fan nghe nhạc Đan Trường rất là nhiều. Sơn Hà thích Đan Trường hát dân ca lắm. Rồi sau này có duyên và viết cho Đan Trường ca khúc đầu tiên là Dây Đụng Đỉnh Buồn. Và bài hát đó được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Vì đó cũng là một cái duyên và Sơn Hà phải nói là một lần nữa là cảm ơn Đan Trường rất nhiều đã thể hiện thành công các ca khúc Sơn Hà. Và sẵn đây Đan Trường cũng xin cảm ơn Sơn Hà luôn. Phải nói Đan Trường, Sơn Hà đã cho Đan Trường ca khúc rất là hay và có thể nói là cũng đóng thêm một cái tên cho Đan Trường. Tại vì bây giờ đi đâu hát, ngay cả đi Mỹ, đi châu Âu, đi tất cả các nước thì mọi người cứ quen kêu Đan Trường không phải là Đan Trường hay là anh Bo nữa mà kêu là anh Ba Khía luôn. À, là do Đan Trường hát bài Anh Ba Khía của nhạc sĩ Sơn Hà. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đấu thứ tư. Ở vòng thi đấu thứ tư này, 100 vị giám khảo sẽ bầu chọn cho người hát giống Đan Trường nhất và tìm ra Đan Trường đang ở ô cửa số mấy. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vòng thi đấu thứ tư. Anh Lê Quang, sao anh cười hoài vậy? Bị Đan Trường lừa một lần rồi nên thì cũng phải tỉnh táo nữa, nghe lại, nghe thiệt là kỹ. Đoạn cuối thì Trường nó không giấu nữa nên vì nó hát rõ ràng rồi. Nên vì là Đan Trường là Lê Quang nghĩ là số chính giữa đó, số 2. Đan Trường sẽ ở một cái ô mà ai cũng thể là nhận biết ra được. Đó là số 2 đúng không ạ? Anh Linh, anh nghĩ sao? Tôi đang đoán cái bạn người Bắc này là ở cái phòng số 3. Tôi lưỡng lự giữa số 1 với số 2. Thì tôi nghe cái chỗ mà lúc đó là hai người lại hát chung. Nội cười móm mém yêu thương, nội ngồi tai tay ngoái khơi cơi trầu. Thì đáng lý nếu mà hát giọng nam luôn thì phải hát giọng là tai ngoái cơi trầu. Nhưng mà đặc biệt Đan Trường lại hát là tay ngoái cơi trầu. Thì hai cái giọng đó có một người hát tai ngoái và một người hát tay ngoái. Thì bây giờ hai cái chỗ đó là cái nằm ở vô ô cái số 1, số 2 này. Thực ra là tôi chọn theo cái kiểu của tôi chọn cái số 1. Vinh này nguy hiểm lắm.
không làm ngược lại hết trơn. Nhưng mà anh thì ngược lại với Hoài Linh là anh chọn số 2. Ngày nào thơ dại nói yêu thương, bắt con cua đồng cho tôi vui. Anh Hoàng Tuấn có lẽ là đang chọn số 3. À, bậy đi. Không có tàu lao. Tôi nghĩ Đăng Trường sẽ nằm ở ô số 2. Chị Ly, chị nghĩ Đăng Trường ở ô số mấy? Hồi nãy tôi có phân tích giống anh Linh, nhưng mà cuối cùng là thấy anh Linh anh càng phân tích thấy anh đa nghi quá, nên tôi quyết định là tôi về ô số 2, chứ tôi không theo anh Linh nữa. Sơn Hạ, bạn nghĩ Đăng Trường đang ở ô số mấy? Theo cái cách Sơn Hạ thấy giọng ngân của Đăng Trường mà về dân ca thì Sơn Hạ chắc chắn là số 2. Chưa biết Đăng Trường đang ở ô số mấy, chúng ta hãy đến với phần còn lại của bài hát. Đầu tiên chị Phương Thanh đoán trúng. Trong 4 lần phải trúng 1 lần chứ. Quan trọng là mấy chục vị giám khảo khách mời còn lại có bầu chọn giống như Phương Thanh hay không. Nếu như có một ô cửa được bầu chọn nhiều hơn Đăng Trường thì tổng số bầu chọn sẽ được nhân 2 triệu đồng. Trong trường hợp bầu chọn thấp hơn Đăng Trường thì tổng số bầu chọn chỉ nhân 1 mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ chương trình. Có 12 lượt bầu chọn đã dành cho ô cửa. Ba. Ô cửa được 12 lượt bầu chọn. Đó chính là ô cửa số 3. Có 69 lượt bầu chọn. Cho Đăng Trường hay là cho ô cửa số 1? Cho Đăng Trường. Và như vậy 19 lượt bầu chọn dành cho thí sinh ở ô cửa số 1, và người chiến thắng đó chính là Đăng Trường. Vậy là thí sinh ở ô cửa số 1 đã giành được 19 lượt bầu chọn. Bạn mang về 19 triệu đồng và bước vào vòng bán kết của chương trình Ca sĩ Giấu Mặt. Xin chúc mừng bạn. Bạn thấy sao khi được 19 lượt bầu chọn? Vâng, thực sự là bây giờ không có gì để nói hơn. Đó là em cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc ạ. Vâng, xin cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Anh Đăng Trường cảm giác sao? Phải nói Đăng Trường vì fan rất là nhiều. Có thể nói những năm tháng đó Đăng Trường dành thời gian để mà gặp gỡ fan. Mỗi lần mà các bạn có tâm tư hay tình cảm gì đó đều tâm sự với Đăng Trường hết. Mặc dầu các bạn đã lớn, đã trưởng thành, đã đi làm, có gia đình, thậm chí có con nữa, nhưng mà các bạn vẫn yêu mến Đăng Trường và vẫn theo Đăng Trường cho tới ngày hôm nay. Đó là điều hạnh phúc không còn gì bằng nữa, thưa quý vị. Anh được người ta chọn là hát giống Đăng Trường nhất đó. Thật ra Đăng Trường muốn có một bạn phải hơn Đăng Trường. Dạ. Yeah. À, đó là điều tâm huyết nhất của Đăng Trường. Nhưng mà có lẽ cái vòng dân ca này hơi khó. Đúng rồi. Chứ nếu mà vòng nhạc trẻ thì sẽ có người hơn Đăng Trường. À, phải nói Đăng Trường rất là vui khi mà ngày hôm nay được gặp gỡ tất cả các bạn thí sinh đã lặn lội từ xa để mà tới tham chương trình vì Đăng Trường. Đăng Trường cũng xin cảm ơn chương trình, ban tổ chức đã tạo điều kiện cho Đăng Trường cũng như là có dịp hâm nóng tình cảm khán giả của fan và đo được cái tình cảm của các bạn fan cho tới ngày hôm nay. Phải nói là xin cảm ơn chương trình Ca sĩ Giấu Mặt rất là nhiều. Phần thưởng dành cho bạn Hoàng Thịnh là 19 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Đây là phần thưởng của ban tổ chức dành tặng cho bạn Hoàng Thịnh. Wow. Anh Trường cũng hy vọng rằng là em sẽ cố gắng hết mình, phải tập làm sao để mà qua được bán kết và vào được vòng chung kết nha. Cố gắng lên Thịnh nha, cố gắng. Và thay cho lời cảm ơn từ chương trình, cảm ơn các bạn đã xuất hiện tại đây,
sẽ có những kỷ niệm chương dành cho các bạn. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Chí Tài. Trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Hay quá ta ơi. Ủa mày tới mà không có điện thoại trước vậy trơn. Có điện thoại đâu điện. Trời, bữa nay mặc áo dài trắng đẹp quá ha. Anh nhớ coi cái thời sinh viên của mình á, mi mặc cái áo dài trắng này là đẹp nhất trường đó nha. Bộ giờ không đẹp nữa hả? Giờ đẹp hơn. Cảm ơn nha. Mà anh biết sao mà em mặc áo dài trắng không? Sao vậy? Tại vì á, em muốn anh nhớ lại thời kỷ niệm của hai đứa mình đó mà. Kỷ niệm gì vậy? Anh không nhớ gì trơn hả? Không. Vậy thôi để em nhắc nha. Em nhớ hồi đó đó, lúc còn đi học á, cái anh hay dẫn em đi ra ngoài công viên nè, cái anh nắm tay em nè, cái anh hôn tay em nè, rồi anh tặng quà cho em nữa. Anh nhớ không? Anh có tặng quà cho My nữa hả? Trời ơi, gì kỳ vậy? Tặng mà không nhớ hả? Anh tặng quà gì ta? Vô tình thiệt chứ. Nè, anh tặng cho em một trái tim. Rồi còn một món nữa. Cái món nó làm em cứ hả ấp ủ hoài luôn á. Đặc biệt lắm luôn á. Thôi, để em lấy ra cho anh coi luôn nè. Nè. À, chiếc nhẫn. Ừ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ kỷ niệm chiếc nhẫn này rồi. Cách đây 2 năm nhân ngày sinh nhật của My. Đúng rồi, đúng rồi. Hai đứa mình ăn hột vịt lộn bệt chỗ nhà thờ Đức Bà. Mà nói nghe nè, em hỏi anh này nha, người ta tặng nhẫn cho nhau á là người ta thường thương nhau đó mà. Vậy anh có thương em không? Anh có yêu em không vợ? Anh tặng nhẫn, anh tặng trái tim cho My á là anh thầm mong My sẽ có được một người yêu và một hạnh phúc. Em không có nói giỡn đâu, em hỏi thật đó. Anh biết không, người ta tặng trái tim á là tượng trưng cho tình yêu, còn tặng nhẫn á là giống như là người ta đi cầu hôn vậy đó. Anh tặng nhẫn cho em chi? Sao lúc đó anh không tặng dây chuyền cho em đi? Giờ anh tặng nhẫn anh ơi, anh không yêu em. My à, trong tình cảm á, nhất là trong tình yêu, phải đến từ hai phía. Đừng có yêu đơn phương như vậy, khổ lắm My. Phải mà. Tới giờ này em mới biết là em yêu đơn phương đó. Nếu mà anh nói vậy á, em trả lại cho anh nè, trái tim nè, chiếc nhẫn luôn nè, mà em tặng cho anh thêm món quà nữa. Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại anh con đường yên bóng mát của ngày. Trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay,
những đêm Chúa Nhật nghe phố phường của con dày. Trả lại anh ân tình xa xưa đó với trăng sao. Trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Mày mới về hả? Về 2 ngày rồi. Đi du học nước ngoài về có khác ha. Đẹp trai không? Đẹp trai. Ê, sao nhà mày không chuẩn bị gì trơn vậy? Sửa soạn đâu lỡ vậy coi. Mày khùng ở nhà mướn mày sửa soạn gì chi vậy? Thì muốn làm tao bất ngờ đúng không? Bất ngờ gì? Đó, thôi, có người làm bể kèo mày hết rồi. Đây, 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 đây. Tấm thiệp đề trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đám cưới mày với My đúng không? Đây nè, lúc nãy tao vừa về tới đó ha. Tao bước ngang ra nhà My á, My mới gửi cái thiệp cho tao nè. Đây, đây, rồi đây, đây. Thiệp rõ ràng ghi nè, rõ ràng nè, đây không? Đây, Nguyễn Thị Hà My sánh duyên cùng Cao Nhất Dũng. Đây. Ê, làm như nó... Tao nhớ mày Quỳnh, Quỳnh Tấn Dũng mà. Sao trong này lại Cao Nhất Dũng? Chết cha mày, in lộn thiệp hay gì mày? Hả? Không có lộn đâu, tên đúng đó. Tao là Quỳnh Tấn Dũng, đây là Cao Nhất Dũng, hai người khác nhau. Tại sao mày để My đi lấy chồng khác? Ngày xưa tao cũng từng yêu My nè. Mày cũng yêu My. Tao với mày cá cược với nhau, hãy ai chiếm được trái tim của My, người đó sẽ thắng cuộc. Còn một người kia âm thầm rút lui. Tao mới đi ra ngoài nước ngoài tao đi học. Mày nói khi nào mày có công việc ổn định rồi mày sẽ hỏi cưới My. Vậy tại sao hôm nay công việc mày ổn định rồi, tại sao mày không hỏi cưới My? Mày có chắc là người chồng tương lai của My sẽ làm hạnh phúc cho My không? Chắc. Cậu ta là một người rất giàu, rất có địa vị trong xã hội. Ba mẹ của cậu ta thương My. Đặc biệt một điều là cậu ta rất thương My. Tao chắc với mày một điều là My sẽ hạnh phúc. Mày dẹp mấy cái lời đó đi. Mấy cái lời đó tao nghe trong phim nhiều lắm. Vậy là May là người thay đổi. Tao biết chắc chắn một điều, My không bao giờ thay đổi. Có phải mày có người yêu khác rồi phải không? Tao... Mày không còn yêu My đúng không? Tao... Mày nói cho tao biết đi. Có phải vậy không? Tao... Tao... Mày không còn yêu My đúng không? Đúng. Mày... Tao không còn yêu My nữa. Mày nói cái gì? Tao không còn yêu My nữa. Mày là một lần người đồng nghiệp thôi. Tao không còn yêu My nữa. Tao sai lầm nhất là quen biết một thằng bạn như mày. Tao không muốn gặp mặt mày nữa. Phúc của tao là khi tao đứng nhìn người yêu của tao hạnh phúc
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng hát vẫn hay như mọi ngày, không có gì thay đổi hết. Có điều là không phải tuần nào cũng xuất sắc. Và ngày hôm nay cái kịch này nó không đã so với những gì Hưng đang kỳ vọng rất là nhiều từ nơi hai người này. Cái phần thoại cá nhân thì rất là tốt đó, nhưng mà cái nội dung chính của kịch này nó chưa có làm cho nó vỡ òa mà đã. Có một cái chi tiết rất là lạ nè, My ơi, em vẫn đem lòng yêu anh Dũng, thế thì tại sao em lại đem một cái thiệp cưới tới? Cái ý của em á là em đang phân vân là em chưa có nhận lời bên kia. Dạ, nhưng mà em muốn cái chiếc nhẫn đó, từ đó giờ anh này thì cũng chưa nói tiếng yêu em gì cả, nhưng mà trong tâm của người phụ nữ lúc nào mà tặng chiếc nhẫn là em cứ nghĩ là ảnh yêu em, ảnh tặng chiếc nhẫn. Và em muốn hỏi rõ cái lý do đó một lần cuối cùng, nếu anh yêu em thì em sẽ không có đám cưới ở đây. Hay dạ, nó hơi gắt quá. Cái dạ, này là phải chạy chữ phụ đề là mình hiểu được rồi. Hà My, kỳ này em hát trung bình thôi, nó chưa có xuất sắc, mà em lại còn hát bị hơi đuối nữa. Hơi đuối có đúng không? Tại vì em khóc mỗi lần mà em khóc là em nghĩa không là cái hát câu được đầu vô. Dạ, cái nốt chót là em bị đuối rồi. Nhưng mà ngược lại, chị rất thích Dũng. Tại vì chị biết Dũng không phải là ca sĩ, mà Dũng hát cái giọng êm lắm, rất là êm ái, mà rất là mượt mà rất là hợp với bolero. Là chị cảm thấy cái lòng mình nó cũng êm ái theo. Cảm ơn hai em. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của anh chị trong tập 7 ngày hôm nay, đó chính là phần cho điểm từ ban giám khảo. Em xin được mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Phần kịch bản nó hơi hợp và cái phần nhạc chọn cũng không đã lắm, nên là Hưng sẽ chọn 9,25 để gửi tặng hai người. 9,25 điểm, đó là số điểm từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm từ giám khảo Chị Tư Cẩm Ly. Ly cũng như Hưng, Ly gửi cho anh Dũng với My 9,25 điểm. Xin được cảm ơn hai anh chị và số điểm của hai vị giám khảo còn lại.